Nếu các vị cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen hộ trì Đại Bồ Tát như vậy, thì nên biết đó là cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen hộ trì ta và tất cả mười phương như lai ứng tránh đẳng giác. Vì vậy, các vị tất cả trời rồng dược xoa, thần, tiên, atula, vân vân thường nên theo Đại Bồ Tát này để cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen hộ trì, đừng để tất cả tai họa ngang trái não hại vị ấy. Các vị nên biết, giả sử thanh văn độc giác cùng khắp ba ngàn đại thiên thế giới, ví như lúa mè tre, lau lùm rừng vân vân, không có một khoảng trống nào, rồi có thiện nam tử thiện người nữ vân vân. Đối với bậc phước biển kia mà xuống vô lượng vật báu đẹp thượng diệu.